Hello cả nhà, hôm nay là Đà Hiền này, Hiền đang ngồi với này chị Huệ. Hiện tại thì chị Huệ đã được nhận cái chương trình tài trợ nám tại phòng khám da liễu HHV. Nhưng mà trước khi mà chị Huệ vào bắt đầu cái buổi liệu trình để điều trị tài trợ thì vẫn muốn là cùng lắng nghe chị tâm sự một xíu về cái câu chuyện mà bị nám. Vì hiện tại thì mình thấy được chị em ở độ tuổi 40-50 bị nám rất là nhiều, và đa phần là do cái cách mình chăm sóc da không đúng hoặc sử dụng mỹ phẩm không đúng cách nên dẫn đến cái tình trạng là bị nám. Vậy thì bây giờ cùng lắng nghe chị chia sẻ nhé. Chị Huệ ơi, chị ở hiện tại chị ở quận mấy ạ? Hiện tại đang làm việc ở quận 7, À, chị nằm ở quận Phú 7, Thuận. Phú Thuận. Vậy là chị đi từ quận 7 sang bên đây là mất bao nhiêu phút ạ? Hình như là trên nửa tiếng Trên nửa tiếng. á. Dạ vâng, cho em hỏi xíu, chị biết cái chương trình tài trợ nám tại phòng khám HHV này thì qua đâu ạ? Chị lướt Facebook á. À, chị được Facebook. Rồi là có một cái điều lo lắng là nếu thường là người ta nghĩ là cái chương trình tài trợ này đến là mình sẽ không được miễn phí mà sẽ ABC này nọ, thì chị có lo lắng điều này Dạ không? đúng rồi, chị cũng lưỡng ước chị không có tin nữa. Không có tin là được nhận chương trình tài trợ. Rồi rồi sao chị cũng giống như có một cái gì đó hơi lăn tăn một xíu mà sao chị lại quyết định tới để nhận chương trình này? Chị hỏi bé trên Facebook đó, nó nói là em bảo đảm chị yên tâm đi, cái tự tin luôn. Dạ vâng, có nghĩa là một số trường hợp thì đương nhiên là nghe thì nói là tài trợ nhưng thực ra đến thì nó sẽ phát sinh Đúng rất là rồi, nhiều chi đúng phí đúng rồi. không ạ? À, đúng rồi. Dạ vâng, chị có thể chia sẻ một xíu là cái da của chị là bị nám bao lâu rồi? Cỡ 4-5 năm ạ. 4-5 năm rồi. Vì quá trình chị sử dụng hay là có điều trị gì chưa ạ? Chị dùng kem á, Kem. kem nám, kem tẩy nám á, Dạ vâng. chứ mà kiểu như là bạn bè xài ba cái thuốc gụ gì đó. À, thuốc liệu, dạ vâng. À, rồi cái chị Vậy là chị sử dụng thuốc liệu lột đã mất bao nhiêu thời gian ạ? cũng cỡ mấy tháng là chị thấy nó cái da mặt của chị nó tẩy quá đó, Dạ cái vâng, chị ngưng ngưng. ngưng rồi xong chị dùng kem của muối xù. À, kem, muối xù, kem đấy À, cho chị nám. à, Dạ vâng. kem ngày đêm luôn á. Dạ vâng. Khi mà mình tẩy mình lột tẩy vậy thì cái da của mình nó rất là mỏng, và mình xài cái muối xù chắc là cái kem chị nám đó thì chắc chắn nó sẽ trắng lúc đầu rất là hiệu quả đúng không ạ? Đúng đúng rồi, thấy xài một hộp đầu thấy có hiệu quả, cái mình tính xài thêm nữa là thấy nó cũng thêm thêm nữa rồi. Nó cũng vậy thôi đúng không chị, mà À, thấy càng ngày nám càng đen ra. đúng rồi. Rồi hiện tại thì chị đã có gia đình hay là ông xã gì chưa? Chị có gia đình được ba cháu Ba, à, ba mà cháu rồi. xong rồi ông xã lên thành phố làm rồi cái theo dõi bé rồi, À. cho nên là giờ chị ở gì về nuôi hai đứa con, còn hai đứa đi, một đứa thì ra trường, còn đứa thì đang học lớp 11, Dạ vâng, em nhỏ cũng gái rất, Út. dạ vâng, em cũng rất là đồng cảm với anh. Nè. Khi mình có cái hoàn cảnh như thế này, rồi khi chị có cái làn da mà bị nám như thế này thì chị có buồn hay là mình có mất tự tin gì không ạ? Buồn lắm em, mặc cảm lắm. Dạ Tối vâng. ngày đi làm là chỉ bịt khẩu trang không à, Dạ ít vâng. cái khi nào mở ra lắm. Dạ vâng. Thì và cũng qua cái chương trình này thì em hy vọng là ở phòng khám da liễu HHV sẽ giúp chị lấy lại cái làn da, là ít nhất là nó có thể là phục hồi cho cái biểu bì nó khỏe hơn rất là nhiều, và nám nó sẽ được hoàn thiện khoảng 7 đến 80%. Vì hiện tại chị cũng bắt đầu đến cái tuổi nào cũng, chị vừa chia sẻ với em là chị cũng đã Đúng gần rồi, đã 48 rồi thì cũng 48 bắt đầu vào tuổi não hóa, thì cũng có liên quan nội tiết tố. rồi. Thì cũng như các bạn biết là nám thì không thể sạch được 100%, nếu như chúng ta chỉ bị nám mảng hay đốm nâu tàn nhang thì có thể sạch 100% chị nhé. Nhưng với cái nám của chị là nám sâu, nám nội tiết, và nám này là có nhiễm độc tố nữa, kèm theo là mình bị những cái tổn thương do hệ thống mình lột tẩy này, do cái một số vấn đề là chị lột tẩy này hoặc dùng kem, thì Đúng. bây giờ trên biểu bì của chị cũng tổn thương từ biểu bì đến trung bì luôn. Vậy thì cái nám của chị có thể là chị có thể làm sạch được khoảng 70-80% là thành công rồi. Ngoài ra thì nó cũng giúp cho da của chị nó trẻ hóa, nó bớt nhăn, bớt khô, và nó cũng bớt lão hóa rất là nhiều. Vâng, thì cũng cảm ơn chị đã tham gia cái chương trình tài trợ của phòng khám da liễu HHV. Vậy thì cái mong muốn nhất là chị đến đây thì chị mong muốn cái điều gì nhất này, và mong muốn phòng khám sẽ hỗ trợ chị như thế nào? À, trước đây thì chị cũng lưỡng ước là chị chưa có tin, nhưng mà Dạ bây vâng. giờ chị đến đây là chị rất tự tin, Dạ. và chị mong là nhà tài trợ sẽ giúp cho chị là hết nám Dạ vâng. để chị tự tin mà bước ra đường. Dạ vâng. À, các như các bạn biết là đối với điều trị nám á, thì
Nó có rất là nhiều phương pháp, có thể bạn tự mua kem ở nhà bôi thoa này, hoặc có thể dùng những thuốc bưu lột giống như là chị Huệ đã từng dùng, hoặc là các bạn có thể điều trị bằng laser hay tất cả những phương pháp meso. Nhưng mà cái cuối cùng làm sao mà để da chúng ta sạch nám, sau đó là nó hạn chế tái phát tối đa. Có nghĩa là ở đây là mình điều trị được 70-80% rồi, làm sao mình giữ và duy trì ở cái mức độ đó. Còn trừ trường hợp khi mà chị em chúng ta mà gặp những cái bệnh lý phải uống những cái thuốc tây dài ngày, hoặc là stress lâu, hoặc là mất ngủ, thì cái đó thì đúng là về sắc tố thì mình rất là khó kiểm soát. Còn nếu như mà sức khỏe chị bình thường, đương nhiên nội tiết tố cũng có thể thay đổi một chút, nhưng mình không vướng vào u nang u sơ gì, hoặc là mình không phải uống cái thuốc tây để điều trị dài ngày, hoặc là mình bị stress mất ngủ, nhiều chị là đến tuổi mất ngủ đau đầu á, thì nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề về sắc tố rất là nhiều. Vậy nên là qua cái chương trình này thì em tin chắc rằng là phòng khám da liễu HHV cũng như là đội ngũ bác sĩ chuyên viên cũng sẽ giúp chị là lấy lại cái làn da để cho chị tự tin hơn rất là nhiều, sạch nám, tự tin hơn, trẻ trung hơn, để mình không phải mang khẩu trang mỗi ngày khi đi làm. Dạ vâng, thì chị có gửi gắm đến quý vị khách hàng là khi mà bị nám thì mình cần là đầu tiên là không nên như thế nào không? Ví dụ trường hợp cái nỗi đau của chị đã gặp phải á, chị có lời nào chia sẻ với những người đang bị nám mà đang có cái thói quen là nột tẩy hay xài những kem làm trắng á? Thì chị cũng gửi đến tất cả anh chị trên cộng đồng á, là mình muốn xài mỹ phẩm gì thì mình phải biết và tìm hiểu cho rõ nguồn gốc, để không thôi nó có tác dụng không mong muốn á. Dạ vâng. Và em cũng chia sẻ thêm một xíu với chị cũng như là tất cả các chị em đang bị nám, để mà điều trị nám mà mình nói là chuẩn y khoa và đúng phương pháp á, thì chắc chắn là phải tốn rất là nhiều chi phí và cần cái thời gian dài. Thời gian ở đây là ít nhất cũng phải từ 6 đến 8 tháng, hoặc có thể 1 đến 2 năm là chuyện rất là bình thường. Nếu như bạn chỉ bị đốm nâu tàn nhang thì có thể trong vòng 1 đến 2 tháng là có thể sạch được 90 đến 100% rồi. Nhưng đã nói đến nám thì chúng ta cần phải thời gian là ít nhất 6 đến 8 tháng, hoặc 1 đến 2 năm là chuyện bình thường. Và đương nhiên là những cái sản phẩm về điều trị nám thì liên quan đến trẻ hóa phục hồi, cũng như là những công nghệ máy móc, những sản phẩm để mà đào thải cũng như phá vỡ được cái sắc tố này, nó đều cần đến cái yếu tố là tốt nhất đấy ạ, mới đảm bảo được cái làn da của mình là trong quá trình điều trị không bị biến chứng, hoặc là không bị bào mòn mỏng da, hoặc là sau khi điều trị chúng ta có cái làn da khỏe, để làm sao duy trì sắc tố không tái phát trở lại. Đầu tiên là chi phí là chị không lo rồi, nhưng cái quan trọng nhất là chị cần kiên trì về thời gian. Vì nám nó không phải một lúc mà có thể điều trị hết được, đặc biệt da chị nó bị lão hóa như thế này thì đầu tiên là phải làm khỏe da trước, làm dày bầu bì trước, rồi bắt đầu mới tấn công đến điều trị nám cho chị sau. Và giống như hôm nay là chị đến chị nói là chị đang xài cái kem trị nám mà chị cảm thấy là bây giờ nó không an toàn nữa, thì em muốn là hôm nay chị về chị ngưng khoảng 3 tuần, và sau đó chị tái khám thì bác sĩ bắt đầu sẽ tiến hành cái buổi điều trị nám cho chị ha. Thì tại vì khi mà các chị em xài những cái kem làm trắng ấy, thì quá trình thì cũng có thể là các bạn sẽ có trong kem đó nó có thành phần corticoid rất là mạnh. Vậy thì khi ngưng thì nó có sẽ có cái biểu hiện là da chúng ta sạm đi này, thứ hai có thể bị mẩn đỏ, nổi mụn hoặc ngứa. Vậy nên là trong trường hợp mà khi các chị đang xài kem làm trắng thì có thể ngưng 2-3 tuần thì bác sĩ mới tiến hành điều trị cho chị, thì để đảm bảo cái sự an toàn. Với nên sợ nhất là một điều là khi quá trình các chị đang xài kem thì nó trắng, bắt đầu ngưng lên nó đen, thì các chị không có hiểu là cái nguyên nhân tại sao da mình bị đen đi hay là bị ngứa nữa, thì nó là ở do can thiệp ABC tôi bị dị ứng kích ứng. Nên là muốn là để cho các chị cảm nhận hết được cái quá trình làn da của mình cũng như cái bệnh lý của mình, chị hiểu, cộng với cái việc là để bác sĩ mà khi mà nói thì chị cũng thấy được là quá trình nó sẽ diễn ra như thế này. Và cái mong muốn nhất là chị tuân thủ phác đồ, có nghĩa là mình chịu khó thời gian kiên trì một xíu. Và đương nhiên là về cái chi phí thì bên em đã tài trợ cho chị hoàn toàn 100% rồi, cũng là một cái bớt cái gánh nặng cho chị rất là nhiều. Vâng, vậy thì cũng chúc chị đã may mắn để nhận được chương trình này. Và đương nhiên là Hiền cũng rất là mong muốn những chị em mà đang là có tình trạng bị nám nặng như các bạn mà chưa có điều kiện để mình điều trị, thì các bạn hãy liên hệ ngay với lại bên bộ phận chăm sóc và tư vấn của HHV Nanic để là các bạn để nhận cái chương trình này, cũng như các chị các cô có thể nhận chương trình này, để mong là chúng ta sẽ có một cái nhan sắc và tự tin với lại cái ngoại hình của mình. Rồi, Hiền cảm ơn quý vị khách hàng rất là nhiều. Em cũng cảm ơn nhà tài trợ. Dạ vâng ạ.